Ở đời nhớ kỹ, ba cố không ăn, ba tiền không cho, ba tình không động, ba đường không bước, ba thứ không thể so. Thưa quý vị khán thính giả thân mến, buông bỏ được những ân oán, giận hờn trong đời không phải là việc ai cũng có thể làm được. Nhưng một khi trút được gánh nặng trong lòng ấy đi, thì con người sẽ trở nên bao dung, độ lượng hơn với mọi sự trong đời. Hãy nhìn mọi việc một cách nhẹ nhàng và hãy ung dung đối diện với sóng gió. Đường đời có thể có nhiều cám dỗ, người sáng suốt sẽ biết cách lựa chọn con đường chính xác, cũng như kết giao với những người xứng đáng. Để làm được điều này, bạn hãy nhớ, ở đời có ba thứ cố không ăn, ba thứ tiền không cho, ba loại tình đừng rung động, ba con đường đừng đặt chân vào, và ba thứ không thể so. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ba thứ không ăn. Cuộc đời này có những bữa cơm dù không muốn, nhưng nhiều khi ta vẫn phải cắn răng ngồi hết buổi tiệc. Tuy nhiên, cổ nhân xưa dạy, có nhiều việc không tốt, không can tâm thì không nên chạy theo một cách mù quáng. 1. Ăn cơm tiếp khách, tạo mối quan hệ. Chúng ta đã qua những năm tháng nỗ lực không ngừng trên đường đời, cũng đã có được nhiều kinh nghiệm tích lũy. Các mối quan hệ làm ăn cũng ngày một phong phú. Chính vì vậy, đôi khi không tránh khỏi những lúc có người nhờ vả, giúp đỡ, mời tiệc rượu. Loại cơm này tốt nhất vẫn là không nên ăn, nếu không muốn há miệng mắc quai. Việc làm được thì làm, việc không làm được thì từ chối thẳng, chớ nên vì cả nể, lưỡng lự mà miễn cưỡng, tự làm khó bản thân. 2. Lễ được có mục đích tính toán, không theo. Xã hội bây giờ thường tổ chức rất nhiều tiệc mừng, từ lễ cưới sinh nhật đến thôi nôi. Nhưng có nhiều người tổ chức được không phải để chia sẻ bầu không khí vui mừng, mà là để thu tiền quà cáp. Chẳng hạn có vài người khi kết hôn mời khách đến thì không nói, nhưng lúc ly hôn cũng mời khách đến rồi đòi mừng quà. Như vậy những hủ tục không lành mạnh mà chúng ta không nên theo. 3. Lễ tiệc không được mời, không đi. Có nhiều người rất ngộ, không nhận được lời mời từ người quen, nhưng vẫn cố tình tìm đến tiệc của người ta, tham gia ăn uống vui mừng, chụp ảnh khoe khoang trên mạng. Thực ra, đã thân thiết với nhau, chắc chắn người ta sẽ mời bạn, nếu người ta muốn. Còn nếu không được mời, điều này đồng nghĩa với việc bạn không đủ tư cách khi tham gia bữa tiệc gia đình họ. Trong mắt người khác, bạn sẽ trở thành người không hiểu lễ nghĩa, vô duyên. Chính vì vậy, những hành động lỗ máng như vậy sẽ khiến bản thân tự hạ thấp giá trị của chính mình. 3. Tiền không cho vay. Cổ nhân dạy, mất lòng trước, được lòng sau. Trong cuộc sống này, người thân, bạn bè, gia đình có lúc sẽ vay tiền chúng ta. Những việc liên quan đến tiền bạc thường dễ sinh ra mâu thuẫn, thậm chí đánh mất đi mối quan hệ tốt đẹp vốn có. Thế nên, bạn hãy cân nhắc có nên cho vay hay không. 1. Đối với những người chơi tín dụng, chúng ta không nên cho họ vay. Nếu họ thực sự gặp khó khăn, số tiền đã cho họ vay cũng có thể được đưa ra trực tiếp. Kiểu người này thường không có khả năng trả tiền. Nếu họ vay một lần mà không vay lần sau, có thể sẽ còn ôm mối hận, không ngừng oán trách bạn. 2. Đừng bao giờ cho vay tiền chỉ vì sĩ diện. Một người thân không thể đối diện, không thể chào hỏi vì mượn tiền không trả. Điều này hết sức phiền phức. Không những dễ thất thu mà còn khó thiết lập với người thân, các mối quan hệ, nên tốt nhất đừng cho vay mượn. 3. Không cho vay nặng lãi. Nhiều người cho vay nặng lãi đều bị hủy hoại, vì khi cho vay nặng lãi ngày càng nhiều nên hầu hết mọi người đều không kham nổi. 3 loại tình không nên động đến. 1. Làm người trung gian. Những vấn đề phát sinh về phương diện tình cảm sẽ ngày một nhiều. Bạn bè thân hữu sẽ có xu hướng tìm chúng ta để trợ giúp một số vấn đề khúc mắc trong chuyện tình cảm, quan hệ ứng xử. Ví như ai đó bất đồng với nhau, ai đó có thù oán hay có chuyện vợ nọ, con kia, họ đều tìm đến bạn xin một lời tư vấn. Nhưng những việc này tốt nhất chúng ta không nên can thiệp. Tình cảm là chuyện tế nhị, lỡ lời là có thể kết oán hận, lỡ làm cũng có thể hối hận muôn đời. Hai người xung đột đến mức
không thể hòa giải thì rất khó hòa hợp lại được với nhau. Bạn nhúng tay can thiệp có khi còn làm tình hình xấu tệ. Tình cảm con người là một thứ phức tạp, không dễ đoán định. Hơn nữa, Phật gia cũng giảng về chữ duyên. Duyên phận, duyên tình đều là những điều đi theo người ta không chỉ ở trong một kiếp. Duyên rắc rối như dây tơ hồng, bạn nghĩ mình có thể gỡ bỏ chúng không? 2. Say nắng. Tình cảm bên ngoài với một số người, khi cuộc sống gia đình trở nên không còn êm ấm, hoặc người bạn đời của họ quá đam mê công việc mà bỏ bê việc chăm sóc gia đình, hoặc hai người từ lâu đã không còn có thể ngồi xuống cùng nhau để chia sẻ. Cũng chính vì lý do đó mà rất nhiều người bắt đầu tìm nguồn vui bên ngoài, bắt đầu bằng việc cảm mến và say nắng người khác. Nhưng bạn hãy nhớ kỹ rằng, ở tuổi này, chỉ cần một phút không thanh tỉnh, đi nhầm đường thì coi như bao nhiêu cố gắng mấy chục năm qua như gia đình, sự nghiệp, con cái đều thành giá tràng xe cát hết cả. Say nắng, cảm mến ai đó không phải vợ chồng, chính là bước đi đầu tiên dẫn người ta đến con đường ngoại tình, phản bội. 3. Không yêu người chênh lệch tuổi tác quá nhiều. Thời buổi hiện nay, văn hóa suy đồi, sở thích của giới trẻ ngày một biến dị. Có một số thanh niên thích được yêu những người phụ nữ lớn tuổi, có kinh nghiệm. Lại có một số người thanh thiếu nữ thích những người đàn ông trung niên chín chắn, ổn định. Vậy nên thường xuất hiện những kiểu tình cảm chị em chú cháu. Với những mối tình chênh lệch tuổi tác, thế hệ như thế, một khi đã bước vào rồi thì rất khó có thể bước ra. Hơn nữa, nhiều trường hợp không bị lừa tiền bạc thì cũng bị lừa dối tình cảm, sau cùng trở thành thân tàn ma dại, oán hận chẳng nguôi. 3 đường không bước. Thứ nhất, nơi thị phi, ăn chơi trác táng. Khi có tiền trong tay sẽ không thể tránh được việc giao du, xây dựng các mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, xã hội vốn có nhiều loại, không phải ai cũng đối xử chân thành với chúng ta. Nhiều người tiếp cận bạn chỉ vì tiền bạc trong tay bạn, muốn lợi dụng bạn để mang tới lợi lộc cho họ. Cám dỗ nơi thị phi, không phải ai cũng đủ tỉnh táo, mạnh mẽ để đương đầu và vượt qua chỉ vì một phút nhất thời. Nhiều người đã phải đánh đổi bằng cả gia sản, tan cửa nát nhà, vợ con ly tán, nợ nần chồng chất. Những nơi thị phi ăn chơi trác táng là nơi con người ta dễ dàng đánh mất lý trí và bản thân mình nhất. Một khi đã mải mê đắm chìm vào nơi hưởng lạc, rất ít khi có người có thể rút chân ra được. Từ xưa đến nay, việc này không hề hiếm. Vậy nên, cổ nhân mới dạy chúng ta nên xa những nơi này. Thứ hai, sòng bạc. Có rất nhiều nguyên nhân khiến con người ta nợ nần chồng chất, tán gia bại sản. Tuy nhiên, đánh bạc luôn được xếp ở top đầu. Từ xưa đến nay, số người giàu lui tới sòng bạc nhiều không kể xiết. Cờ bạc có thể gây nghiện, nhưng lại toàn dẫn tới những điều tiêu cực mà không có một chút lợi ích nào. Một khi đã nghiện bài bạc thì việc từ bỏ là vô cùng khó. Hầu hết mọi người đều tham lợi lộc, cho rằng chỉ cần một chút đầu tư là có thể kiếm được vô số tiền. Tâm lý chung của những người đam mê bài bạc đó là thắng ham ăn, thua ham gỡ. Cuối cùng họ chẳng thể dứt ra được, mãi mãi đắm chìm trong cái vòng luẩn quẩn đó. Không ít người hôm trước vẫn là tỷ phú, hôm sau đã thành kẻ trắng tay, nhà cửa đều mất. Từ xưa đến nay, không thiếu trường hợp vì đánh bạc mà gia đình đổ vỡ, vợ con ly tán. Vì thế, khi giàu đừng có dại mà lui tới sòng bạc. Nếu chỉ mãi ăn không ngồi rồi, hay mong muốn ngồi mát ăn bát vàng, thì cuối cùng cũng chỉ hủy hoại bản thân và gia đình mà thôi. Thứ ba, cố hương. Nhắc đến cố hương, ý ta ở đây không phải là thành công rồi không trở về quê cũ, mà là muốn nhấn mạnh tâm thái khi trở về của người đó. Dù công thành danh toại, mỗi người cũng nên mang tâm thái khiêm nhường, đừng khoa trương hay thể hiện bản thân thái quá. Thứ nhất, người như thế này có thể vấp phải sự bàn tán, chê của người đời. Thứ hai, anh ta sẽ phải đối mặt với một vấn đề nan giải, đó là việc mượn tiền. Nhiều người sẽ tìm đến anh ta để vay mượn. Nếu cho vay, điều này có thể nuôi dưỡng thói quen xấu, không làm mà hưởng của người khác. Ngược lại, nếu không cho, anh sẽ trở thành kẻ bạc tình bạc nghĩa,
bị người ta ghét, đặt điều nói xấu sau lưng. Vì thế, để tránh rắc rối cho bản thân, tốt nhất làm gì cũng phải lặng lẽ, khiêm tốn vẫn hơn. Ba thứ không thể so. Không so tiền tài. Lúc còn trẻ, có thể chúng ta thường cảm thấy rằng có tiền là có tất cả, có tiền mua tiền cũng được. Nhưng đến tuổi trung niên rồi, mọi người sẽ dần hiểu, tiền không thể mua được sức khỏe, tiền không thể mua được tình yêu đích thực, tiền không thể mua được hạnh phúc. Tiền tài là vật ngoài thân, mặc dù nó cần thiết cho cuộc sống, nhưng chỉ cần có đủ xài là được, không cần so bì với người khác. Đừng so tiền tài nhiều hay ít, mình và gia đình mình bình an, hạnh phúc là điều tốt nhất rồi. Không so con cháu. Tại sao cuộc sống lại mệt mỏi như vậy? Một nửa nguyên nhân đến từ việc sinh tồn, một nửa nguyên nhân đến từ việc so sánh. Không phải làm việc gì cũng hơn người mới gọi là hạnh phúc. Đừng đem định nghĩa thành công, bạn nghĩ để áp đặt lên người con cháu. Con cháu có phúc của con cháu, cuộc đời của họ hãy để họ tự quyết định. Đừng so sánh con cháu ai có công việc cao hơn, tiền đồ rộng mở hơn, chỉ cần sức khỏe an khang là tốt rồi. Không so hôn nhân. Từ trước đến giờ, hôn nhân có tốt có xấu. Nếu dựa vào cảm nhận của chính mình mà không phải thông qua ánh mắt người khác, giống như câu nói, đôi giày có vừa chân bạn không, chỉ có mình bạn mới hiểu rõ nhất. Trong hôn nhân, sự so sánh là điều kiêng kỵ nhất. Nếu bạn lấy hôn nhân của mình để so sánh với người khác, bạn chỉ có thể chuốc thêm phiền não hoặc thị phi vào người. Sống biết đủ, biết cái gì là của mình và cuộc sống của riêng mình. Thưa quý khán thính giả thân mến, cuộc đời của mỗi người đều do chính chúng ta quyết định. Hay giờ thành bại thế nào đều ở cái tự do ý chí của mỗi người. Muốn luôn được đưa ra những quyết định sáng suốt, thấu tình đạt lý, nhất lợi mình, lợi người, thì bạn phải luôn đặt cho mình những nguyên tắc và giới hạn hành động. Vì vậy, hãy luôn khắc ghi trong lòng ba thứ cố không ăn, ba loại tiền không cho, ba loại tình không động, ba con đường không bước vào và ba thứ không so. Có như vậy bạn mới tránh khỏi đưa ra nhận định nông nổi sai lầm và cuộc đời mới có thể vẹn toàn, bình yên được.